Quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang tính toán mở cửa trở lại, chấp nhận sống chung với virus Sars-CoV-2. Điều đáng quan tâm nhất là sự phụ thuộc giữa các tỉnh thành này về sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi xin được kết nối với tiến sĩ Ngô Minh Hải, phó hiệu trưởng đại học gia định, để lắng nghe những chia sẻ của ông về những giải pháp để có thể thích ứng với sự tồn tại của virus trong cộng đồng. Thưa tiến sĩ Ngô Minh Hải, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang tính toán mở cửa dần trở lại, đặt trong các tiêu chí tương ứng khi chuyển sang sống chung an toàn với SARS-CoV-2. Theo ông, mức độ hoàn thành mục tiêu này có thể được đánh giá đo lường bằng những đại lượng nào ạ? Có thể hiểu rằng sống chung an toàn với SARS-CoV-2 có nghĩa là thành phố nhắm tới việc có thể đạt được 3 mục tiêu đồng thời, gồm khống chế dịch bệnh, hồi phục kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội kinh nghiệm các nước áp dụng chỉ số phục hồi sau dịch COVID Resilience Ranking của Bloomberg hoặc COVID-19 Recovery Index của Nikkei Asia, bao gồm 3 nhóm chỉ số. Nhóm 1, chỉ số về dịch bệnh, số ca nhiễm trên 100.000 dân trong 1 tháng, tỷ lệ nguy kịch trên tổng số ca bệnh trong vòng 3 tháng gần nhất, tỷ lệ số người chết trên 1 triệu dân và tỷ lệ dương tính trên tổng mẫu xét nghiệm. Liên quan đến vaccine, các nước đo bằng 3 chỉ số, tổng số liều vaccine bình quân đầu người được cung cấp tổng số liều vaccine được cấp mới, tỷ lệ phần trăm dân số được chích ít nhất một mũi vaccine, hay tỷ lệ bao phủ vaccine, tỷ lệ dân số được chích ít nhất hai liều vaccine. Nhóm 2, chỉ số về phục hồi kinh tế, bao gồm các chỉ số tỷ lệ bao phủ vaccine như tôi đã nói ở trên, số ngày siết giãn cách xã hội, năng lực vận chuyển hàng không, khả năng phản ứng của chính phủ hoặc năng lực di chuyển của cộng đồng. Ngoài ra, các nước còn đo lường số luồng di chuyển mở ra, tức luồng xanh cho nhóm đã tiêm vaccine, thể hiện khả năng mở cửa trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn dịch tễ. Nhóm 3, để đánh giá an sinh xã hội, Bloomberg đo lường bằng các chỉ số chất lượng cuộc sống, trong đó năng lực di chuyển cộng đồng, năng lực khám chữa bệnh và chỉ số phát triển con người. Với thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận, dựa trên các chỉ số đo lường chi tiết như đã trình bày ở trên, chúng ta phải có một giải pháp tổng thể và các kịch bản theo diễn tiến của dịch bệnh trong điều kiện nguồn lực có hạn. Điều quan trọng là với các hoạt động, dịch vụ quan trọng thì các tỉnh phải luôn bật luồng xanh để phối hợp cùng nhau. Thưa ông, như vậy, để có thể đảm bảo mục tiêu khống chế dịch bệnh, thì các tỉnh thành nên có các phương án luồng xanh như thế nào ạ? Tôi nghĩ thành phố và các tỉnh cần có các luồng xanh về vaccine và y tế chữa trị. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đều ưu tiên bao phủ vaccine. Ngoài cơ chế COVAX và phân bổ từ Bộ Y tế, các địa phương cần có cơ chế xã hội hóa, huy động nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. Tôi đánh giá rằng việc thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ vaccine được tặng với các tỉnh lân cận rất kịp thời. Điều đó tạo ra luồng xanh vaccine giúp giảm thiểu rất lớn gánh nặng lên hệ thống y tế. Thành phố và các tỉnh hiện cũng cần nâng cao năng lực của lá chắn y tế. Thực tế chứng minh rằng trong điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất có giới hạn, việc ưu tiên nguồn lực cho năng lực cứu chữa F0 khi nhiễm bệnh và điều trị phục hồi cho bệnh nhân trở nặng hiệu quả hơn so với cách làm cũ. Vậy nên, các tỉnh cần đồng bộ sự ưu tiên vaccine và nguồn lực y tế cho các đối tượng có nguy cơ cao, phân cấp tầng điều trị để chăm sóc F0 ngay từ khi phát hiện, không để trở nặng gây áp lực lên tầng trên cho phép các cơ sở y tế tư nhân được thu phí điều trị Covid-19 như một loại bệnh thông thường. Các giải pháp này sẽ giảm tải rất nhiều cho hệ thống vốn đã từng quá tải như trước đây. Ở phạm vi liên tỉnh, tôi nghĩ cần có luồng xanh chữa trị y tế. Trong bất kỳ kịch bản nào về dịch bệnh, thành phố tới đây với kinh nghiệm tổ chức chăm sóc F0 cộng đồng, chữa trị F0 trở nặng, có thể hỗ trợ các tỉnh xung quanh. Thậm chí khi mở cửa lại và phục hồi, thành phố hoàn toàn có thể giúp đỡ các tỉnh xung quanh khi họ chưa phủ đầy đủ vaccine, có nhiều bệnh nhân cần điều trị ở tầng trên cần nhớ rằng nếu tỉnh nào bùng dịch quá tải thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các địa phương xung quanh. vì vậy tôi nhấn mạnh phải cùng nhau chống dịch. còn đối với nhóm mục tiêu về phục hồi và tái mở cửa nền kinh tế thì thành phố và các tỉnh lân cận cần được tiếp cận như thế nào cho hiệu quả thưa ông? nhìn vào các chỉ tiêu định lượng thế giới quan tâm nhiều nhất đến số ngày siết chặt giãn cách xã hội, chỉ tiêu rõ nhất cho thiệt hại về kinh tế. nhóm tiếp theo là khả năng dịch chuyển của cộng đồng, năng lực logistics ví dụ vận chuyển hàng không và luồng xanh cho người đã tiêm vaccine. Như vậy, trong mọi kịch bản về tình hình dịch bệnh, thành phố và các tỉnh lân cận phải hạn chế tối đa việc siết giãn cách, đảm bảo sự lưu thông của lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, vận chuyển nguyên vật liệu trong chuỗi cung ứng liên tỉnh. Tôi xin lấy ví dụ dễ hiểu là bài toán kinh doanh của bà bán bún bò. Nếu bà bán bún bò không kết nối được với bà bán rau, bán thịt, bán gia vị, rồi kết nối với các bà này tới chợ đầu mối, rồi từ chợ đầu mối tới nông trại bằng hệ thống shipper hoặc doanh nghiệp vận tải thì không có cách nào bà bán bún bò có thể kinh doanh được. Doanh nghiệp cũng vậy, họ cần kết nối với khách hàng, đơn vị vận tải, thị trường, đồng thời cũng cần kết nối với nguồn hàng, nhà cung cấp, người lao động vận hành nhà máy. Theo toán học đơn giản, muốn nối một nút xanh này với một nút xanh khác thì phải tạo luồng xanh. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh cần có cơ chế đảm bảo các luồng xanh đối với các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ quan trọng phải luôn được duy trì thì mới mong đảm bảo được mục tiêu không gây hại quá mức đối với nền kinh tế khi giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Hiện nay điều mà người dân cũng rất quan tâm đó chính là an sinh xã hội trong điều kiện tồn tại SARS-CoV-2. Liệu thành phố và các tỉnh xung quanh cần có giải pháp nào không ạ? Các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí phát triển con người cũng rất rõ. Tuy nhiên, khi quyết định sống chung với virus thì chính quyền phải tính tới việc hỗ trợ người dân khi siết giãn cách. Theo tôi, những vấn đề quan trọng chính là hỗ trợ được người dân và người lao động trong vùng phong tỏa, hỗ trợ được bệnh nhân và người nhà trong điều trị bệnh, hỗ trợ người trong vùng xanh được tái sản xuất và làm việc khi tiếp cận ở phạm vi liên tỉnh thì cần đặc biệt chú ý đến việc tạo điều kiện cho người lao động sống ở tỉnh này mà làm việc tỉnh kia, doanh nghiệp ở tỉnh này nhưng bán cho tỉnh lân cận. Các tổ chức xã hội có nhu cầu làm thiện nguyện liên tỉnh để giúp đỡ người yếu thế cũng cần được xem xét để hoạt động hiệu quả. Theo tiến sĩ thì việc ứng dụng công nghệ vào bài toán kết nối dữ liệu liên vùng và toàn quốc gia nên được tính toán như thế nào ạ? Về nguyên tắc dữ liệu thì đa chiều nhưng định danh thì chỉ có một. Ví dụ như một người sẽ chỉ có một số chứng minh nhân dân căn cứ công dân duy nhất. Các dữ liệu khác sẽ là phái sinh, ví dụ như mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế. Khi thu thập thông tin bằng bất kỳ hình thức nào cũng cần phải có trường định danh này hoặc phải xử lý tham chiếu thì mới đồng nhất được dữ liệu. Thứ hai, dữ liệu chỉ phát sinh tại các điểm đầu, cuối và phải được cập nhật theo thời gian thực hoặc định kỳ nhất định. Ví dụ cuối ngày, khi đó dữ liệu mới có giá trị cho phân tích và quản trị. Ngoài yêu cầu về công nghệ và kỹ thuật, Yêu cầu cập nhật và đồng nhất dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chính Master Data là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác, cập nhật và hiệu quả cho các quyết định quan trọng. Xin được cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hải. Thưa quý vị, khi nhìn việc chống dịch ở phạm vi liên tỉnh thì đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương cũng như bài toán nguồn lực và năng lực thực thi xã hội có thể hiểu giống như một doanh nghiệp thu nhỏ, vì vậy cơ quan đầu não phải đưa ra quyết sách, mục tiêu chiến lược, còn việc thực thi thì phải có sự linh hoạt nhất định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các cơ quan chủ quản tham mưu phải có những tư vấn, chỉ đạo nhất quán và điều chỉnh kịp thời theo diễn tiến thực tế của dịch bệnh. Thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục nhận định đến đây cũng đã hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sống vui khỏe.